Là chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay. Nói thì phải giải quyết một số việc nên là hơi ta vào phải trễ. Ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay bằng việc xem xét các bài tập chương 3. Và thầy thấy trong lớp chúng ta có rất nhiều em đã gửi cho thầy các bài làm ở bài tập chương 3. Một điều thầy phải nhắc với các em, hãy đảm bảo rằng đó chính là những bài mà em tự làm, đúng không? Chứ đừng có phải là vì rồi thầy không có bắt cho em phải nộp gì hết cả nha. Vì thầy đã từng nói từ đầu rồi, những cái đó là do em làm để em có thể hiểu được, không? Do vậy em làm, em cứ gửi cho thầy và thầy sẽ nhận xét. Thầy nói câu mấy bài nào đó em làm chưa đúng, hay là bài nào em làm chưa đúng thì em sẽ coi lại để em làm đúng nha. Còn nếu em nói cái bài đó em nghĩ chưa ra, thì như bữa nay thầy sẽ gọi các em mà làm được bài đó sẽ trình bày, đúng không? Và vì các em cùng là sinh viên, các em trình bày với nhau thì các em sẽ dễ hiểu hơn. Rồi chúng ta sẽ xem nào. Vì chúng ta sẽ lấy cái bài tập chương 3 ra, không em? Sau khi bài tập chương 3 thì chúng ta sẽ đề cập tới chương 4, có nghĩa là chương về lợi ích và lý thuyết trò chơi. Rồi, đây là. Và như vậy thì có một số em thầy thấy làm cũng tốt lắm, nhưng mà thầy thấy đa phần thì có lẽ như đa phần chúng ta là đang gặp khó khăn ở cái bài số 10, đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà trong đó có nhiều bạn sẽ làm tốt lắm. Bây giờ thầy mời bạn Phương Thảo rồi. Bạn Phương Thảo, em làm được bài số 10 đúng không? Dạ không thầy, em cũng chưa làm được bài số 10 thầy. Ủa vậy chứ em nào làm được bài số 10 ta, lớp ta? Em hình như em thầy mới thầy con nhận qua thầy sửa đó, thầy nói em nào làm gì ta, thầy em lộn. Hình như là Thu Thảo phải không? Thu Thảo có phải em làm được bài số 10 không? Thu Thảo đâu? Dạ không thầy ơi. Bây giờ em nào làm được bài số 10 ta? Hôm đó thầy phải mở trở lại cái mail để thầy coi lại. Em nào lớp ta làm được bài số 10? Chắc chắn lớp ta có em làm được bài số 10. Em nào gì? Thái Thanh đúng rồi, Thái Thanh. Dạ. Em Thái Thanh, bài 10 mới làm được rồi mà, đúng không? Chỉ có em gọi tên chưa đúng đâu, thầy gọi đi. Em Thái Thanh đâu? Dạ, em đây, thầy có nghe em không? Nghe, em trình bày cho các bạn xem đi. Dạ, thầy đợi em một xíu. Tất cả chúng ta mở bài 10 ra nha. Để khi bạn Thái Thanh trình bày thì ta theo dõi được. Mọi người thấy bài 10 không? Dạ thấy rồi ạ.
Dạ. Rồi em phát sanh trình bày vì sao em có được cái bản quyết định này. Dạ. À, đầu tiên thì em sẽ tính các giá trị của cái không không một bản quyết định đầu tiên em phải nói về phương án về có bốn trạng thái sau đó mới tới các giá trị điều kiện có phải đúng không? Ở đâu em có được phương án đó? Đầu tiên là có bốn phương án. Tức là cái cơ sở để em xác định cái phương án. Có bốn phương án là sản xuất 500 lít, sản xuất 1.500 lít và 2.000 lít. Thì tương ứng với các phương án này thì sẽ có các trạng thái tự nhiên là 500 lít, 1.000 lít, 1.500 lít và 2.000 lít. Thì rồi, thời khoan từ từ em dừng lại một chút. Vì sao thầy nói em gọi tên những cái nó chưa đúng? Bởi vì trong cái bảng em đề phương án 500 lít. Em phải đề giống như hồi nãy em vừa nói đó, là sản xuất 500 lít, sản xuất 1.000 lít, sản xuất 1.500 lít và sản xuất 2.000 lít. Đúng không? Bởi vì phương án là cách thức chúng ta hành động. Do vậy khi đã nói cách, đã nói về cái hành động, có nghĩa là nó phải là một cái động từ chứ. Em phải có cái sản xuất 500 lít, sản xuất 1.000 lít, sản xuất 1.500 và sản xuất 2.000. Cái đó, khi đó cái tên phương án ta mới đúng. Phương án là sản xuất 500. Có phải trong những cái ví dụ chúng ta và những bài tập mà chúng ta đề cập đó là đều có cái động từ không? Ví dụ xây nhà máy lớn, xây nhà máy nhỏ, hoặc là gửi tiền vào ngân hàng, hay là mua chứng khoán, có phải không? Tham gia vào chứng khoán, ví dụ như vậy. Đấy, khi đó thì nó mới đúng về cái tên gọi một cái phương án. Đây. Và hãy nhớ, khi nào em như vậy thì về mặt phương án em mới đúng nha. Chứ đó rất nhiều em rất thắc mắc với thầy ơi, sao em làm đúng mà không được điểm rồi? Làm sao em được điểm? Tại vì em ghi để phương án để 500 lít. 500 lít là cái gì? Đúng không? Phải ghi là cái sản xuất. Rồi cái đó là đề xong về phương án nha. Còn trạng thái tự nhiên 500 lít này có nghĩa là gì vậy? Thế Thanh, em phải giải thích cho người ta cũng làm sao em ra được 500 lít. Dạ, cái vậy này thì là khi là mình sản xuất 500 lít thì đây là cái mức mà mình có được. Thì khi mà mình muốn sản xuất được 500 lít thì ở phương án trạng thái này thì mình chỉ có 500 lít. Còn ở phương án không phải, trạng thái này là chỉ có 500 lít chưa đúng. Như vậy là em thế những cái này bây giờ thầy hỏi thiệt, cái bài này là tự em nghĩ ra hay là em đang thấy có một cái bài giải nào đó của các bạn khóa trước? Dạ, em nghĩ ra cùng với các bạn trong nhóm em. Trong nhóm em là những ai, có thể giải thích thêm được không? Dạ, có bạn Ngọc Dầu với Phương Anh. Hình như Ngọc Dầu cũng làm được bài 10 này phải không? Ngọc Dầu đâu? Dạ, tại vì em không có vẽ cái quyết định cho nên là trong cái bài em nộp này không có bài môi. Nhưng mà em có thảo luận với bạn Thanh bài môi này chung. Thế trong cái bài, trong gửi cho thầy thì em có thể hiện bài 10 này không? Dạ, không ạ. Thế em không thể hiện thì là nghĩ là em đang không biết giải bài này. Thế vì em thảo luận với bạn Thái Thanh đó. Tại sao tự nhiên trạng thái tự nhiên cái em lại ghi là 500 lít, 1.000 lít? 500 lít, 1.000 lít hay 1.500, 2.000 lít này nó là liên quan tới cái gì? Đúng không? Tụi em nghĩ đó là cái mà bán được đó thầy. Cái bán được? Dạ, cái mà mình có thể bán ra những cái lít đó. Phương Thảo, có bổ sung gì không? Dạ, em đọc đề thì em thấy là cái đề nó có cho là trong quá khứ có xác suất bán được các lô trên tương ứng, nó có cái xác suất tương ứng nên em nghĩ nó là trạng thái tự nhiên, đúng không thầy? Thì đúng rồi, đó là trạng thái tự nhiên, nhưng mà em đề 500 lít là nó chưa đầy đủ. Đó giống như là bạn Thái Thanh đề sao? Phương án 500 lít đâu có đầy đủ đâu, nó phải là sản xuất 500 lít, tương nhiên ta cũng phải cùng nhau. Ta phải tự đặt câu hỏi vì sao công ty này sản xuất 500 lít. Nó là cái nhu cầu đó này. Đó. Em vừa nói rồi đó. Dạ. Em phải đặt tên vô đó. Là nhu cầu 500 lít. Đúng không?
một cái trạng thái tự nhiên nó phải là một cái danh từ, phải không? Em thấy trạng thái tự nhiên là danh từ không? Thị trường tốt, thị trường xấu, nhu cầu cao, nhu cầu thấp, nhu cầu trung bình, nó phải là một cái danh từ chứ, nó là trạng thái. Tất nhiên cái danh từ đó nó phải có một cái đặc tính của cái danh từ đó. Ví dụ ở đây 500 lít đó là nhu cầu 500 lít, đúng không? Giống như ta đã nói nhu cầu tốt, nhu cầu trung bình, tức là cái đặc tính của một cái danh từ đó. Thì ở đây là về mặt số lượng là 500 lít đó. Như vậy thì từ đó đó mới chúng ta đã từng biết cái câu là sản xuất cái khách hàng cần chứ không sản xuất, tức là bán cái khách hàng cần chứ không phải bán cái mà ta có. Thì đây nè, vì khách hàng cần 500 lít, do đó công ty mới sản xuất 500 lít. Chứ không là khách hàng cần 500 lít, người ta sản xuất 700 lít để làm gì? Có phải không? À, khách hàng cần 1.000, công ty mới sản xuất cái lô 1.000. Khách hàng cần cái lô 1.500, công ty sản xuất lô 1.500. Khách hàng cần lô 2.000, công ty mới sản xuất 2.000. Đấy, như vậy thì xét về cái trạng thái ta mới ghi đúng. À, giờ sau này các em làm bài em nói thầy tại sao em làm đúng mà các em không được điểm tối đa, sao em được điểm tối đa được, tự nhiên em ghi 500 lít, thầy không hiểu em đang nói gì về cái 500 lít này, ý em đang nói gì về cái 500 lít, không có, đúng không? Như vậy khi ta thấy nhu cầu và sản xuất, tức là bây giờ thị trường cần cái đó, đúng không? Công ty đang sản xuất 4 lô, nhưng hãy nhớ là công ty không biết chính xác là thị trường cần cái gì nhé. Tại vì nếu có thì ta không có bài này rồi, đúng không? Lúc đó ta đã về cái môi trường chắc chắn rồi. Công ty biết, à, mai mốt khách hàng đặt hàng là chắc chắn là cái lô này, thì dạ vậy nó sản xuất lô khác. Dạ. Nó biết khách hàng cần cái lô đó, dạ vậy nó sản xuất thêm 3 cái lô kia. Có phải không? Nhưng mà vì nó không biết sắp tới khách hàng sẽ đặt hàng cái lô nào, mà khách hàng trong quá khứ đã từng có các cái nhu cầu này, nó mới có cái sản xuất đó. Chính vì có nhu cầu này nên mới có để cái xác suất bán được đó. Vì sao gọi là bán được? Là bởi vì cái sản xuất ra đúng với cái nhu cầu người ta thì bán được chứ là gì? Có phải không? Người ta cần 500 thì tôi đưa cái 500 thì tôi phải bán được thôi, tại vì thỏa mãn cái nhu cầu ta. Đấy. Do đó nó mới xuất hiện ba tình huống. Đúng không? Bây giờ rồi, Thái Thành em vậy, em giải thích ba tình huống. Ba tình huống đó mới ra những giá trị điều kiện này nè. Phải không? Giá trị điều kiện thầy nói là một cái kết hợp giữa phương án và trạng thái. Phương án là gì? Là cái công ty sản xuất ra để bán, còn trạng thái là khách hàng cần và mua. Như vậy thì kết hợp đó nó sẽ xuất hiện ba tình huống. Ba tình huống đó là gì? Thái Thanh, em đưa ba tình huống đi. Chứ em mới ra được cái giá, các cái giá trị này, đúng không? Dạ, đầu tiên giá trị điều kiện thứ nhất là mình sản xuất với cái lượng bao nhiêu đó và cái nhu cầu đó đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình. Là, tức là đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng. Cái đó là lý tưởng đó, không? Rồi, đó là trường hợp lý tưởng đầu tiên rồi. Tình huống thứ hai là gì? Mình sản xuất một lượng bao nhiêu đó nhưng mà cái nhu cầu của mình thì mình không có đủ để sản xuất được như đó. Em nói các bạn chưa hình dung được. Bây giờ em mô tả sao mà các bạn hiểu được đi. Em dùng mọi người có thể nhìn cái bảng của mình. Thì mình có một hàng xéo ở đây. Thì những cái ô màu xanh này. Không, thầy đang nói em phải mô tả ba cái tình huống thì chừng đó mới ra được. Tình huống đầu em đã nói đúng rồi đó, tức là sản xuất đúng với nhu cầu. Dạ, điều thứ hai là sản xuất không đáp ứng được với nhu cầu. Không đáp ứng, nó thành tới hai tình huống được. Em phải ghi cụ thể, em phải cụ thể hai cái không đáp ứng. Đáp dư nhu cầu. À, sản xuất nhiều hơn nhu cầu. Dạ, một cái là... À, nhiều hơn thì nó mới thành tồn kho. Kho đấy, là gì nữa? Và một cái nữa là thiếu nhu cầu. Thiếu sản xuất nhu cầu. À, sản xuất không đủ theo nhu cầu. Các em hình dung không? Các em hình dung ba cái tình huống không? Tức là cái sự đáp ứng giữa sản xuất và nhu cầu của thị trường luôn luôn sẽ xảy ra ba tình huống với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Thứ nhất là gì? Tình huống lý tưởng, doanh nghiệp nào cũng muốn hết, tức là tôi sản xuất đúng như người ta cần, đúng không? Là sản xuất đáp ứng đúng nhu cầu. Tình huống thứ hai
là hơi tệ, có nghĩa là sản xuất không đủ với nhu cầu. Vậy thì từ đó mới có cái việc là mới đi mua với khách hàng đó. Nếu không đủ hàng đó, thật ra nếu em đọc kỹ cái đề nó thể hiện ba tình huống đó rồi, đúng không? Nếu không đủ hàng còn tồn kho, đó là tình huống thứ ba. Vì sao vậy? Vì sản xuất nhiều hơn nhu cầu. Cái nghĩa đó, tình huống đó là tệ nhất, vì chắc chắn ta sẽ lỗ. Vì ta thấy đề chữ bán phế phẩm mà, không bao giờ em bán phế phẩm mà em lấy lại được vốn, đó gọi là phế phẩm, phải không? Còn cái kia thì vẫn có lời, nhưng nó không bằng, nó không bằng với việc là ta bán, đúng không? Ví dụ như là doanh nghiệp đi lấy ở cái doanh nghiệp bạn, bởi vì để giữ uy tín khách hàng mà. Đâu thể nào khách hàng nói à bây giờ tôi cần 1000 lít đó thôi, đợt này tôi sản xuất có 500 lít nè, thôi thông cảm lấy 500 xài đỡ đi, rồi mai mốt tôi lấy thêm, người ta đang cần đấy, người ta sản xuất mà, đúng không? Thế thì khi đó doanh nghiệp phải chạy đi cái công ty bạn để lấy hàng về bán, là tất nhiên là cũng lợi, nhưng mà lợi ít hơn là mình bán trực tiếp hàng của mình. Đấy, ba tình huống đó nó mới đưa ra cái bản giá trị điều kiện, phải không? Như vậy bạn bạn thấy Thanh đăng tô bốn cái giá trị là ở cái tình huống lý tưởng đó, tức là sản xuất ra bao nhiêu là đáp ứng nhu cầu. Em có thấy không? Sản xuất 1000 đúng với nhu cầu 1000, sản xuất 500 đúng với 500, sản xuất 1500 đúng với 1500, và sản xuất 2000 đúng với 2000. Nhu cầu 2000. Thì lẽ tất nhiên khi ta đã biết những cái đó thì ta dễ dàng ta tính được giá trị điều kiện rồi, đúng không? Bởi vì cái bài này cái khó là ta xác định được cái nhu cầu, cái trạng thái, vì ta hay lẫn lộn, đa phần các em hay lẫn lộn giữa cái trạng thái tức là nhu cầu thị trường và ba cái tình trạng đó. Một số em lập cái bảng là để ba cái tình trạng đó, tức là bán được hàng, phải đi lấy thêm và bán phế phẩm, không, cái đó là ba cái tình huống chứ đâu phải nhu cầu thị trường, đâu phải là cái nhu cầu đó, đúng không? Cái chuyện đó xảy ra khi cái mức độ đáp ứng của sản xuất và nhu cầu nó đang khác nhau, nó đang so sánh giữa mức độ sản xuất và nhu cầu, vậy thôi. Vậy thì các em đã hiểu rồi ha, và lẽ tất nhiên những giá trị là các em cũng biết cách thức tính rồi, đúng không? Dạ. Các em nào không biết cách thức tính không thì bạn Thái Thanh sẽ giải thích, em nào không biết thì nói lên nha, biết không? Dạ biết rồi. Em nào đang thắc mắc về cách thức tính không? Đâu, em Long nè, em đang thắc mắc về gì nói lại cho bạn Thanh nghe coi. Kiểu như là em cũng có hướng giống bạn Thái Thanh này, nhưng mà mấy kết quả đó, nhưng mà em cũng bấm thử máy tính nhưng mà có một số cái nó không ra thầy, là mình nên là em muốn hỏi tham khảo là bạn Thái Thanh muốn là cái hướng mà ví dụ giống như là ra mấy con số ở chợ đó là có hướng sao. Dạ vậy em giải thích cho bạn nghe cái mức sản xuất 500 lít nhưng mà nhu cầu là 1000 lít này á, thì mình chỉ cần sản xuất 500 lít thôi nhưng mà nhu cầu mình tới 1000 lít thì có nghĩa là mình đang dư 500 lít, thì khi mà dư thì mình sẽ mình thiếu chứ, mình thiếu thì mình sẽ phải mua lại của nơi khác có giá là 28 đồng để bán lại cho khách, nhưng mà cái giá bán của mình là lúc đầu là 30, bây giờ mình lại bán lại 28 thì có nghĩa là mình sẽ lời được 2 đồng. Ok. Cái chỗ này sẽ là mình lấy cái giá trị đủ nhu cầu cộng với lại cái mà mình lời là 2 đồng nhân cho cái chênh lệch của cái nhu cầu. Các em biết không? Bởi vì ở cái câu A này thầy chỉ ghi xây dựng bản quyết định, nhưng mà thật ra đối với lúc trước các cái lớp đó, thầy yêu cầu là em phải lý giải cho các giá trị điều kiện. Khi em ghi được ở phía dưới này nè, ví dụ em nói đối với phương án 500 lít này nè, đúng không? Đây ví dụ, hoặc là ngay trên cái bảng này
thay vì em ghi 4.500 em ghi 3.500 cộng cho 500 nhân 2 là thầy biết em hiểu đó. Em Long hiểu không? Em Long hình dung được không? Bạn Thanh nó giải thích là như vậy đó. Dạ em hiểu rồi. Và như vậy thì ta đã biết là cứ cộng thêm 1.000 thì ở đây 4.500 ta cộng thêm 1.000 là 5.500, cộng thêm 1.000 là 6.500. Tuy nhiên trường hợp 500 lít thì nó chỉ đưa tới, nó chỉ ứng với hai tình huống thôi không các em? Một tình huống là thỏa mãn đáp ứng nhu cầu, một tình huống là thiếu, tức là không đáp ứng, thiếu so với nhu cầu. Nhưng bắt đầu từ cái sản xuất 1.000 lít thì nó xuất hiện đầy đủ cả ba tình huống mà chúng ta vừa đề cập. Em Long có hình dung được không? Dạ có rồi. Điều gì xảy ra nếu mà công ty sản xuất 1.000 lít mà thực ra khách hàng chỉ cần 500, ta đâu bắt khách hàng lấy được 500, ta chỉ cần có 500 mà người đó rằng 500 đó sẽ trở thành phế phẩm. À. Em Long thấy không? Như vậy nếu mà bán phế phẩm thì lỗ mục đích bao nhiêu vậy Long? Giá vốn mục đích rồi. Không, bây giờ cái giá vốn mục đích là bao nhiêu? Giá vốn của công ty mục đích là bao nhiêu? Hả Long? Cái giá vốn mục đích là bao nhiêu? Dạ, hay là... Để trước mặt em đó, em cộng 3 số lại là bao nhiêu? Thầy nói cộng 3 số, anh giúp 3 số nào? Dạ, biết thầy 15, 3 với 5 là 23. Đúng rồi, 23 đô. Nhưng mà giờ bán phế phẩm có 12, có nghĩa là mỗi lít đang lỗ 11 đô rồi. Dạ đúng rồi, 11 đô. Như vậy thì ở đây là bao nhiêu lít phế phẩm? Dạ 500. 500 đó, như vậy đang lỗ 5.500, phải không? Dạ đúng rồi. Mà ở trên là thu được có 3.500 nè, em cứ lấy ở trên thôi. Dạ. Chứ giờ ta tính cho mệt, ở trên ta tính 3.500 rồi, đúng không? Ta trừ cho 5.500 thì nó ra là trừ 2.000, đúng không? Rồi em Thanh sao ghi gì chứ 18.500 là gì thì em hiểu. Em đang lộn rồi, cái gì vậy em Thanh? Em làm cho các bạn rối rồi, có phải không? Trừ 2.000 là chỗ đó. Có đây, thu được 3.500 hiển nhiên rồi. Bởi vì ở trên có cái số trên rồi, còn tính gì nữa. Ta lấy 3.500, ta trừ cho 5.500. Thật ra chính xác là phải là 500 trừ cho 11 nhân cho 500, phải không? Thì lỗ 11 đôi có một lít. Vậy 500 lít là 5.500, nó mới thành trừ 2.000. Chỉ khi nào em hiểu em mới ghi được một cái biểu thức đó, phải không? Do vậy nếu bài này làm kiểm tra hay thì việc em ghi cái bảng này em vẫn chưa được điểm, bởi vì em không lý giải được ở đâu ra những cái con số này. Thầy tự yêu cầu các em phải lý giải là như vậy, chỉ nào em hiểu em mới lý giải được. Còn nếu còn cái những cái con số này thì dễ rồi, đúng không? Nếu em ngồi ở lớp em kiểm tra, ngó qua bạn mình ghi trừ 2.000, ghi trừ 2.000, bạn biết vì sao trừ 2.000, bạn mình ghi trừ 7.500, bạn biết sao trừ 7.500, phải không? Đấy, bạn mình ghi ở trên đấy, vấn đề là chỗ đó. Thầy ơi, thầy kiểu mà lúc làm bài thầy mình có cần lý giải ra là tại sao được 3, lúc mà làm bài thì mình có cần lý giải ra tại sao ra được 3.500 ví dụ 7.000 hay đồ này kia thầy? Ủa 3.500 dễ rồi, những cái là mình đúng không? Ở trên em có một cái câu em bị em nói em phải có một lý giải chứ khi em làm cái bảng này nè. Yeah. Em nói với cái công ty này thì khi bán cái lô sản xuất sẽ xuất hiện 3 tình huống. Thứ nhất, đáp ứng đủ nhu cầu, khi đó công ty sẽ lời mỗi lít là, có phải đúng không? Em có ghi công ty lời mỗi lít là bao nhiêu chứ? Chứ thì em ghi 3.500, ở đâu có 3.500, cái cơ sở này có 3.500, có phải không? Vì vậy em mới ghi lời mỗi lít là, thì cái đó em là gì? 30, em trừ cho em mở ngoặc cho cộng cho ba cái giá trị đó thì nó là 7 đô đấy, có phải không? Rồi cái dạ. Cái tình huống thứ hai, nếu mà dư nhu cầu phải bán phế phẩm thì khi đó công ty sẽ lỗ mỗi lít là, giờ nãy thầy hỏi em đó, thầy hỏi em đó, đúng không? Dạ. Khi đó em ra cái lỗ trừ 11 đô thì cái phía dưới này nè em ghi em thể hiện là bằng 3.500 trừ cho 11 nhân 500 nó mới có ý nghĩa, chứ đâu em tiện em ra số 11.
nó phải có cơ sở cái con số 11 này chứ, đúng không? Còn nếu mà thiếu nhu cầu thì công ty phải đi lấy thêm người khác, khi đó công ty chỉ sẽ lời thêm, mỗi lúc lấy thêm là 2 đô, đúng không? Là em phải lấy 30 từ 28 chứ mới ra 2 đô chứ, đúng không? Đấy, một cái bài giải hoàn chỉnh rồi. Khi em giải hoàn chỉnh hết như vậy, em mới được 10 điểm thôi. Nhiều em thắc mắc, ô thầy ơi, sao em làm đúng, đúng rồi, cái bảng này của em các giá trị thầy đâu, nó bảng giá trị em sai đâu, ở đâu ra giá trị này. Thầy rất hồ nghi, đúng không? Nhiều khi thầy hỏi là em, chứ em giải thích không được. Đấy, cái vấn đề nó là cái chỗ đó. Đó là lý do vì sao không biết thầy có nói với em không? Thầy, các thầy cô ở đại học á, bây giờ đang lãnh cái hậu quả của phổ thông ở cái chuyện các em thi toán mà về trắc nghiệm. Trắc nghiệm như cái em, chúng ta đã từng làm trắc nghiệm, ta biết là có những câu mà ta gọi là đánh lụi á, đúng không? Ở cái bài đó, tôi cảm thấy cái con số đó có dễ được, tôi đánh vô. Ồ, mà nó trúng mà tôi không biết vì sao, nó lại ra cái con số đó. Giờ kêu tôi ngồi tính để ra con số, thì tôi tính không được. Nhưng mà tôi vẫn được điểm bởi vì tôi đánh trúng. Đó là nhược điểm của trắc nghiệm. Và thực ra trắc nghiệm chỉ hiệu quả đối với những cái môn học nào mà không có đòi hỏi một cái quá trình suy luận logic hay là tư duy tính toán để mà ra được cái đó. Mà đối với toán thì chắc chắn phải có chuyện đó rồi, đúng không? Toán mà. Nếu cái hay của môn toán là gì? Nếu em học toán, em học tốt môn toán, tự nhiên em sẽ có những cái suy luận tư duy logic. Em sẽ thấy cái này nó phải có là cái này nó mới ra được cái kia, chứ không phải tự nhiên nó có được cái chuyện đó. Đấy. Và thầy nói trước với các em, sau này các em đi làm, doanh nghiệp cần các em là cái chỗ đó. Đấy. Chúng ta khác cái, nếu không thôi em sẽ thành giống như cái móc, là cái máy móc đó, tức là em chỉ copy cái này, em đưa vào và em không biết tại sao nó là như vậy. Rồi tới khi mà một cái môi trường nó thay đổi, chúng ta đã từng biết quản trị chúng ta cái nguyên cái khó của chúng ta doanh nghiệp hay quản trị là gì, là môi trường nó thay đổi đó. Cái mà lúc trước em thấy cũng cái bài toán giống như vậy, cái em giải giống y ra lại là không đúng, bởi vì cái môi trường xung quanh nó khác rồi, đúng không? Cái nhân tố tác động nó khác rồi, khi đó những cái hệ số nó khác hay là cái gì rồi, cái em đem cái kết quả cái em đi qua đây lại sẽ bị sai. Nếu em không có được cái tư duy logic đó, em không lý giải được tại sao mà có những cái bước nào để nó ra được cái kết quả này. Thì thật ra ở môn này thầy chỉ muốn giúp các em cái chuyện đó, đúng không? Do đó nhiều khi ở môn này, do đó, đó lý do vì sao các em thấy thầy ghi về cái việc tham dự môn học là vậy đó. Các em học khóa trước, không có khóa trước gì, cái đợt trước thôi, có nhiều em thầy bắt lý giải những chuyện đó làm em nói trời bắt em làm nhiều quá mệt quá rồi gì học áp lực quá vân vân, phản ảnh lên trường, rồi trường nói với thầy là dạy sao mà để mà sinh viên có những cái nhận xét tiêu cực gì vậy? Thầy mới nói là đó là cái cách thức làm việc của thầy nha. Và thực ra có những buổi đầu tiên thầy đã nói rồi, chúng ta đây là môn toán, toán em phải tham gia giải, em có bài giải khóa trước rất tốt, ok em để nó qua một bên, em giải thử đi rồi em so lại coi em có đúng không. Thì nếu em không đúng thì em mới coi mình không đúng chỗ nào đó, em học một cách so sánh đó, chứ không phải em có bài giải khóa trước, các bạn khóa trước hay anh chị khóa trước. Nhiều khi các em có Facebook, có mạng gì đó, có gì đó đưa lên, nói à đây là các cái bài giải của thầy Hải nè, ok các em học thầy, ô may quá có bài giải của thầy rồi, mất công lại rồi các bạn đã giải đó, giống như là bạn Thái Thanh là giải cái bản này thì đúng, đúng không, các kết quả này thì đúng, nhưng không có lý giải giống như nãy vừa thầy vừa nói rồi yêu cầu với các em. Thế thì giờ em nhìn vào cái bản này em biết làm sao, tại sao có con số này không? Đúng. Em sẽ không biết. Đấy, thầy chỉ cần hỏi là em ở tại sao ra con số đó, là đôi khi em không thể giải thích được thôi. Đấy. Rồi tiếp tục.
chắc chắn khi tao ra được cái bản này rồi thì việc vẽ cây quyết định đâu có là gì đâu, phải không? Liên quan tới vẽ cây quyết định. Sắp tới, tất nhiên là một lát nữa là ta làm cái kiểm tra 15 phút thì sẽ không có vẽ cây quyết định ha. Cây quyết định là do cho cái kiểm tra lần thứ hai thôi. Nhưng thầy phải báo trước với các em nào mà vừa rồi không có thực hành vẽ cây quyết định, máy em không cài cái T-Plan thì em về em phải chuẩn bị chuyện đó nha. Bởi vì kiểm tra 15 phút sắp tới thầy sẽ yêu cầu em phải vẽ bằng T-Plan, không có vẽ bằng tay. Vẽ bằng tay rồi các em dán cái hình vào trong cái bài làm em thì đọc không được, đúng không? Thầy đọc không được, nó thầy cho em điểm thấp thì nó cũng quan cho em. Thực ra nhiều khi em cũng làm đúng chứ không có sai. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta tập sử dụng cái đó nha. Nhưng mà bài 15 phút sắp tới thì ta sẽ không có cái chưa có cái yêu cầu về vẽ quyết định đâu nha. Rồi vậy liên quan tới bản quyết định này có em nào chưa rõ không? Chưa rõ cứ hỏi nha. Cái nhà tính OV này chuyện không còn là gì đối với chúng ta rồi, đúng không? Ta cứ nhân cái xác suất này vào cộng lại ra OV đó. Dạ em hiểu. Nhưng mà thực ra đối với bạn này, bạn Thái Thanh làm cái này là dư, đúng không? Các em có thấy bạn Thái Thanh làm cái này là dư không? Bởi vì thầy đâu có yêu cầu em tính ở ghế đó thì mới quyết định. Tới đây là ngưng là được rồi, đúng không? Tới cái nhu cầu các bạn đó là đủ rồi. Nhưng mà cây quyết định là bạn Thái Thanh kéo lên coi coi. Đủ 3D không? Em còn nhớ 3D mà thầy đã nói về cây quyết định không? Đúng. Đủ và đẹp. Chứ nhìn sao vẽ bằng cái chi plan thì cũng luôn đảm bảo cái chi này rồi, đúng không? Thầy nói vậy bởi vì lúc trước tức là nếu mà ta thi mà về trực tiếp á thì ở lớp thì làm gì em được sử dụng máy tính đâu, em sẽ phải vẽ bằng tay thì khi đó phải có cái yêu cầu đẹp, đúng không? Sao em vẽ rồi dồn lại một cục mà thầy nhìn không biết ra cái gì hết. Bây giờ coi bạn Thanh vẽ đúng không? Đúng là gì? Là có đầy đủ các cái phương án và trạng thái cũng như các giá trị điều kiện, phải không? Đúng đơn vị không? Có ghi đơn vị đúng không? Đúng không? Nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ là gì? Bởi vì bạn vẽ dựa trên cái bản lúc đầu mà bản lúc đầu của bạn chưa đúng bởi vì cái tên gọi đó, đúng không? Các cái phương án và trạng thái đó chưa được thể hiện, do đó là chưa đủ là chỗ đó. Đúng là đúng, có đủ các phương án trạng thái, nhưng rõ ràng chưa đủ là bởi vì sự thể hiện các phương án và trạng thái này nó chưa hoàn chỉnh, đúng không? Đấy. Rồi thôi được rồi, thật ra vì cái kết quả này là đến từ cái bảng ở trên, rồi bảng trên thì chưa hoàn chỉnh thành ra nó mới đi tới cái kết quả này nha. Đó là bài 10 đó. Bài 10 các em còn điều gì chưa rõ không? Cái rồi bây giờ tới cái câu C. Sao? Em tính em là tại vì câu C nó cần nên là em tính luôn cái EV ở trên cái bảng này luôn á. À đúng rồi, nhưng mà khi em vẽ cây quyết định nó hiện ra EV rồi. Em chỉ là cái thôi chứ. Đây nè, vẽ cây quyết định cho biết công ty lên sản xuất lô nào thì em sản xuất lô nào. Em đã ra cái giá trị EV rồi, do đó em đâu cần tính cái EV cho cây quyết định nó hiện các giá trị EV rồi mà. Do đó thầy nói em hơi dư là em tính cái EV ở trên đây, có đúng không? Đấy, dư là chỗ đó. Nhưng không sao, ta làm thiếu là ta không có điểm ha, dương thì ta chỉ hơi tốn thời gian thôi, phải không? Tốn công thôi, nếu mà xếp về chấm điểm. À. Nhưng tới cái câu C nè, kéo câu C lại coi, kéo lên câu C cho các bạn xem coi em tính có đúng không? Để các bạn thử nhận xét. Thắng. Tất nhiên đây là giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo rồi, đúng không? À. Có em nào thấy bạn Thanh tính mà em không biết vì sao bạn Thanh tính như vậy không? Thì bạn Thanh sẽ giải thích. Không em nào không biết thì phải nêu thắc mắc mình nhé. Chúng ta là đang, ta gọi là học hỏi mà, em không biết thì em hỏi nha. Không có cái gì ngại cả.
Anh ơi, giải thích dùm tôi số 5800 em đừng cho tới lúc kiểm tra cái em đem cái không biết đi vô em. Long, em đề nghị bạn Thanh giải thích phải không? Dạ, giải thích em nhờ bạn Thanh giải thích giùm em cái số 5800 á. Cái 5800 thôi đúng không? Cái này hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Khúc trước em hiểu đúng không Long? Long, khúc trước em hiểu đúng không? Dạ. Đây nè, Thanh. Dạ. Rồi em cứ nói đi rồi thầy sau này sẽ bổ sung. Dạ. Em nói. Cái max EV này là cái giá trị kỳ vọng tốt nhất. Thì theo như cái cây định này thì khi mình sản xuất ở mức là ở mức 1.000 lít thì mình sẽ có lợi nhuận là lớn nhất. Nên là mình sẽ lấy cái EV của cái 1.000 lít để mình tính. Đấy, 5.800 Long, em thấy không? Em thấy ngay cái nút quyết định giá trị 5.800 á. Dạ, thấy. Em cứ lấy ngay cái mắt EV là ngay cái nút quyết định đó. Khi em vẽ rồi, em đâu ngó đâu xa. Cái đó là cái phần mềm đã lựa giùm mình rồi mà, đúng không? Đấy, nó hiện cái giá trị đó, em cứ lấy ngay giá trị đó. Còn khúc trước em biết rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Có em nào chưa rõ không? Bạn Thanh sẽ giải thích vì sao có các giá trị đó không? Phương Thảo? Dạ, cái chỗ tính EVDI á thầy, trong lúc em làm á, em nhớ có một câu là cái kiểu dữ liệu của nó là về chi phí hay là không phải là lợi nhuận đó thầy. Thì khi mà mình ráp công thức vô thì nó sẽ ra âm, thì em muốn hỏi là mình vẫn để số âm hay là mình sẽ đổi ngược cái phép tính lại, ý là lấy mắc EV trừ cho EV. Tất nhiên vì em có thông tin hoàn hảo thì em sẽ ít tốn chi phí hơn, đúng không? Dạ đúng. Luôn luôn con số đó sẽ nhỏ hơn cái con số nếu mà em không có thông tin hoàn hảo. Thì em ra giá trị âm có nghĩa là gì? Có nghĩa là em đang ít tốn hơn đó. Là đúng mình không? Là mình vẫn em vẫn để âm. Rồi mình kết luận là mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền, đúng không thầy? Em giải thích ở dưới đó rồi, nhờ có giá trị thông tin hoàn hảo này mà cái công ty hay là cái cá nhân gì đó sẽ ít tốn hơn chi phí là bao nhiêu đó. Đúng dạ không? Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn. Ừ. Và các em đều biết cái giá trị đó hả? Thực ra trong cái bảng đó, quyết định đó, khi em tính đó, nó chính là bốn cái giá trị tô màu nãy bạn Thanh tô màu đó, nó là cái đường chéo đó, là ở cái trường hợp lý tưởng đó. Hồi nãy chúng ta đã xác định nó là trường hợp lý tưởng của doanh nghiệp mà, đúng không? Sản xuất bao nhiêu là bán được hết đó, có phải không? Đó là cái lý tưởng đó. Và em coi đứng ứng có phải ứng với mỗi nhu cầu thì đó là giá trị lớn nhất ứng với mỗi nhu cầu không, vì nó là lý tưởng mà, đúng không? Doanh nghiệp đó là cái đang nói về cái lợi nhuận, đó là lợi nhuận lớn nhất ứng với mỗi trạng thái tự nhiên. Tuy nhiên có giá trị, có cái thông tin hoàn hảo thì doanh nghiệp sẽ biết là sắp tới nhu cầu nó là lô nào, nó xuất lô đó. Đó. Đây. Rồi thôi, được là nhỉ, đó là bài 10 là chúng ta đã đề cập xong rồi. Có gì chưa rõ không các em về bài 10? Bài dạ, em chưa rõ. Rồi, bây giờ tới bài 13. Có em nào gửi thầy mà thầy không có ý kiến gì về bài 13 không? Khi đó em mới đúng. Còn nếu thầy đợi bài 13 em làm chưa đúng, có nghĩa là bài đó là chưa đúng. Trong các em gửi thầy, bởi vì thầy có nhiều các em ở lớp này, rồi ở lớp kia, rồi ở lớp vân vân, rồi đó thầy không nhớ rõ hết tên. Trong lớp ta nè, các em gửi thầy đó, thì thầy phản hồi lại thì có, thầy có phản hồi lại về cái bài 13 không? Nếu thầy không phản hồi, nếu em làm bài 13, em vẽ cái quyết định xong, phân tích quyết định mà thầy không phản hồi lại về bài 13, có nghĩa bài đó em đang làm đúng. Nhưng nếu thầy phản hồi lại, thầy nói bài 13 em làm chưa đúng, thì có nghĩa em đang làm chưa đúng. Có em nào trong lớp ta mà thầy không phản hồi bài 13 không? Thì em đã làm gửi cho thầy. Em Phương Thảo hả? Dạ. Em bài 13 của em thầy không có phản hồi đúng không? Dạ.
Đâu em chiếu lên bài 13 coi. Dạ thầy có. Ủa như vậy em làm cũng chưa đúng hả? Ủa vậy thầy bị sót em rồi. Em như vậy em giỏi giống như bạn Thái Thanh đấy. Dạ, dạ tại vì trong mail em thấy thầy không có nhắc đến bài 13 thầy. À chết mà như vậy là thầy xin lỗi. Thầy ơi. Em bài 13 em cũng chưa đúng đúng không? Đây nè. Em bây giờ em làm nhỏ chút xíu cái cây quyết định em chiếu lại làm dạ, nhỏ dạ. Chút xíu quyết định có... thầy sẽ thảo luận để cho các em có thể em có vẽ ra Excel để em mở Excel em chiếu lại và khi em mở Excel em bỏ cái thanh trạng thái ở trên đi ha, thì khi đó để cho cái thể hiện cái hình nó được lớn lên đúng không? Dạ có nhìn thấy chưa ạ? Chưa thảo mà. À, xin lỗi quên xem màn hình. Ừ, phải xem đi. Dạ rồi ạ. À. Đây. Em nhỏ lên chút, em nhỏ cái tỷ lệ. Các em sẽ thấy bạn phương thảo là gì ở đây đề mua công ty A, mua công ty B, công ty C. Các em hãy đọc kỹ lại về bài 13. Đề bài 13. Bạn Phương Thảo cũng giống như bạn Thái Thanh. Chỉ thấy ở cái câu hỏi ở phần sau thôi. Còn phần đầu là gì? Có nên mua bảo hiểm không? Thì vậy em đang thiếu cái gì Phương Thảo? Dạ thiếu một quyết định là không mua hả thầy? Đúng rồi. Khi ở cái nút quyết định luôn luôn sẽ có hai quyết định. Mua bảo hiểm và không mua bảo hiểm. Bởi vì ta thấy... đứng ở cái quan điểm của cái người điều hành khách sạn đó, họ thấy ồ cái xác suất trái chỉ có 2%, nếu ta học về cái định luật xác suất nhỏ sẽ thuộc về xác suất nhỏ đúng không? Như vậy thì rõ ràng tự nhiên bỏ tiền mua bảo hiểm mới làm gì, nhưng chắc chắn khi mà họ không mua bảo hiểm thì xảy ra quá hậu quả họ phải chịu hết phải không, những cái thiệt hại đó. Nhưng nếu không xảy ra thì chuyện quá lý tưởng là chuyện không có gì, nhưng mà xảy ra quá hậu quả. Nhưng nếu mua bảo hiểm thì khi xảy ra quá hoạn thì các công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm đền bù. Và từ đó ta phải so hai cái đó. Đúng không? Ta so với cái trường hợp mà không mua bảo hiểm và có mua bảo hiểm. Như vậy khi có mua bảo hiểm thì mới là quyết định là mua ở công ty nào. Rõ ràng câu hỏi của ta là hai phần mà. Các em chỉ thấy ở cái phần sau là sao vậy? Ta để có nên mua bảo hiểm không? Còn nếu mua thì mua ở công ty nào? Đấy. Do vậy chúng ta... và đây là thường là cái sai sót của các em đối với bài 13 này đúng không, hay thiếu cái vế đầu lắm, tức là không xét trường hợp không mua bảo hiểm. Đấy. Và trong thực tế nếu mà em không có xét chuyện đó thì nó không còn gì, là bởi vì lúc đó em đã quyết định mua bảo hiểm rồi. Đấy. Đúng không? Dạ. Rồi, đó là bài 13 đó. Đây để thầy sẽ chiếu cái bài 13 đó lên. Như vậy thì em có thể vẽ, nếu mà như chúng ta vừa nói á, tự nhiên sao cái này đây, để thầy cho nó nhỏ lại chút xíu ha. Có tiện khi mà chiếu này lên thì vậy em sẽ thấy là
Nếu mà theo như tao vừa nói thì em sẽ đầu tiên em sẽ có hai cái nhánh, đúng không? Em sẽ có hai cái nhánh. Cái nhánh đó là gì? Là mua bảo hiểm và không mua bảo hiểm. Và từ nhánh mua bảo hiểm em mới đề là mua bảo hiểm công ty A, em mua bảo hiểm công ty B, mua bảo hiểm công ty C. Nhưng bây giờ em có thể vẽ một cách đơn giản hơn là em vẽ thành bốn nhánh. Bốn cái. Một cái nhánh chắc chắn là không mua bảo hiểm, một cái nhánh là sẽ mua bảo hiểm của các công ty A, B và C. Thì thật ra điều đó cũng đúng, bởi vì ta đang kết hợp, ta đang thực hiện cái câu hỏi mà, tức là có mua bảo hiểm không và mua bảo hiểm, mua bảo hiểm công ty nào, thì ta vẽ bốn nhánh là bảo hiểm A, B và C, phải không? Và từ đó thì em sẽ điền các cái giá trị vào, phải không? Các giá trị điều kiện các em đã biết cách tính rồi, đúng không? Ta cứ theo coi theo cái quy định. Hãy lưu ý một số quy định của các công ty bảo hiểm, ví dụ công ty A là gì? Bồi thường đầy đủ, có nghĩa là gì? Xảy ra cháy không cần biết cháy bao nhiêu phần trăm cả, thì cứ tính ra khách sạn sẽ được bồi thường đầy đủ. Nhưng chắc chắn ở đây ta phải có thêm cái giá trị là gì? Là tiền mua bảo hiểm ban đầu đó, 250 triệu đó, có phải không? Nhưng mà ta thấy bồi thường đầy đủ, đây ta để số 0 vô là ta đang quên rồi, bỏ tiền mua bảo hiểm lúc đầu 250 triệu rồi. Do vậy cho dù trái hay không trái thì cái khách sạn này vẫn mất 250 triệu. Nhưng mà ở trường hợp B thì khác. Ở trường hợp B là gì? Là B nè, chỉ thiệt hại 50 triệu, như vậy rõ ràng cho dù trái như thế nào đó thì bên B sẽ chỉ bị thiệt hại 50 triệu, phải không? Ở đây như là thầy đang lộn rồi. Cô không đấy em, hình như thầy lộn ở đây rồi. À quên, tại vì cái đề này thầy sửa lại rồi. Còn cái này lúc trước thầy vẽ là người khác. Đây. À, trước thì là thầy không có nói với cái câu chỉ thiệt hại 50 triệu, do đó mới không là thiệt hại. Đây, nhưng mà ta sẽ biết cái cách thức tính, đúng không? Như vậy B bồi thường chỉ thiệt hại 50 triệu, đó ta phải cộng với 150 triệu. Như vậy ở đây là toàn bộ những cái này nó phải là 200 triệu nè, đúng không? Đúng ra ở đây thì cái này phải là gì? 200 triệu nè. Mình đúng không? Dạ. Yeah. Đây, đây. Đây nè. Ở đây ta mua 50 triệu đúng không? À, vậy khi ta đánh ra đây là ở đây là gì, nó sẽ là trừ 200 triệu nè, đúng không? Đấy, tương tự ha, ở đây cũng vậy, ở đây nó cũng là trừ 200 triệu nè, phải không? Đây cũng là trừ 200 triệu, đây cũng vậy nè. Thì thật ra cái vẽ này lúc trước là của cái kia mà, thì cái đề thì nó sửa lại, đúng không? Đấy. Và nếu không trái thì chắc chắn là trừ 150 triệu rồi. Đúng không? Đấy. Ở đây. Ở C là gì? C là 40% thiệt hại. Về bồi thường 40% có nghĩa là khách sạn phải chịu 60% thiệt hại. Đúng. Nhiều em đọc không kỹ cái đề này đang nhầm lẫn, các em tính 40%. Vì khách sạn đâu phải thiệt hại 40%, khách sạn đang chịu thiệt hại 60% bởi vì công ty bồi thường 40%. Do vậy, ta phải để ý những cái điều kiện này, đúng không? Kỹ lưỡng cho những cái việc này. Đó là một cái sai sót
phổ biến thứ ba của các em là ở việc tính ở C này. À. Còn sai số phổ biến thứ hai là em quên cái tiền cộng cái chi phí bỏ ra ban đầu, đúng không? Như vậy 60% vì nó là 30, đúng không? 30 mà thiệt hại 20% thì khi đó thiệt hại 6 tỷ, đúng không em? 6 tỷ mà 60% của 6 tỷ là 3 tỷ 6, 3 tỷ 6 cộng với 75 triệu đầu là 3675, tương tự ta tính. Đúng không? Để... ở đây thiệt hại 60%, có nghĩa là thiệt hại là bao nhiêu, là ba, là ba, là 1 tỷ 8, 1 tỷ 60% là bao nhiêu nhỉ? 18,7 Vậy thầy đây thầy lộn chỗ này đúng không? Thì lộn chỗ này rồi, cái nó phải 18 tỷ, tức là 18 tỷ mà 60% của 18 là gì? Đúng là 1080, đúng không? Dạ đúng đấy. Rồi. Đấy, thì đó ta ra. À, chắc chắn mua bảo hiểm công ty B rồi, đúng không? Bởi vì thiệt hại nhất là so với không mua bảo hiểm rồi. Giữa ba cái này, có phải không? Giữa bốn giá trị này thì giá trị B là thấp nhất rồi. À. Như vậy cho dù em vẽ thêm một cái nhánh thì TBN cũng sẽ so sánh bốn cái giá trị ở bốn cái nút trạng thái này để chọn cái giá trị thấp nhất. Để tất nhiên lúc đầu ta phải báo cho nó là minimize, có phải không? Chúng ta đã từng biết chuyện này rồi. Có phải hôm trước là khi về cái cây quyết định vẽ thầy đã lưu ý cái chuyện đó rồi, đúng không? Khi đó thì nó mới chọn được cái hai, chứ không thôi là nó sẽ chọn cái cái lớn nhất là cái A này nha, 250, phải không? Rồi. Như vậy là được rồi hả các em? Chúng ta đã hiểu rõ về cái bài 13 rồi. Đấy. Có điều gì chưa rõ nữa không? Còn bài nào nữa không các em? Các em, còn bài nào nữa không? Dạ, dạ. Em hãy có nhận xét em là câu 5 ý D bị sai á. Em xem lại em vẫn chưa biết sao á thầy. Câu 5 ý D á thầy. Bài 5 hả? Em đang nói về bài 5 đúng không? Dạ. Ý D thầy. Em đang nói về bài 5 nói đúng không? Dạ dạ. Dạ đúng ạ. Bài 5 đó thì em giải như thế nào thì em thì quên rồi. À em cứu nha thầy. À cứu lên. Dạ thầy có nhìn thấy màn hình không ạ? Rồi, 5 là A, bài của bà Hằng. Rồi, tiếp dạ, tục. Em bị sai cái ý này nè thầy. Tại vì em nghĩ là người né tránh rủi ro thì sẽ chọn theo tiêu chí là maximum. Là không sai cái gì á mày? Là sẽ sai bệnh viện nhỏ, bởi vì là trong trường hợp xấu nhất thì nó sẽ lỗ ít nhất á thầy. À, thầy nhận xét à, đúng rồi mà đây thì ủa gì thầy thầy làm là thầy đang nhầm với cái bài nào rồi dạ, đúng mà đúng không dạ dạ tại em coi lại rồi, rồi rồi sao rồi còn cái bài nào nữa không dạ em hết rồi à, dạ em dạ, dạ em hết rồi ạ. Câu 4 là em bị nhầm, câu 4 là em sai hiện thầy. Một trong những cái sai sót của các em, đặc biệt là trong cái các cái bài toán về cái
phân tích độ nhảy đó, khi mà em làm thì chắc chắn nó phải là một cái dấu bất động thức. Nhiều em lại để cái dấu bằng, làm sao dấu bằng được? Dấu bằng là hai cái em chọn cái nào cũng như cũng được mà. Còn em quyết định chọn thì khi đó luôn luôn sẽ xuất hiện cái dấu bất động thức, đúng không? Có thể nhỏ hơn hay lớn hơn, nhớ nha. Và trong cái phân tích độ nhạy của chúng ta là luôn luôn phải xuất hiện dấu bất động thức, không có dấu bằng. Giá trị em làm tính ra thì đúng, nhưng em để dấu bằng thì về ý nghĩa đó là không đúng, đúng không? Bởi vì ta đã quyết định mà. Quyết định thì nó chỉ xuất hiện khi nào mà nó đang nằm về cái phía bên nào, đúng không? Lớn hơn hay nhỏ hơn của giá trị đó. Rồi đó là những lưu ý đối với bài 3, cái chương 3 này nhá. Còn điều gì cần thảo luận không các em? Dạ chắc là ổn. À Thanh hỏi gì kìa thầy? À Thanh, thầy thấy em là gì, em khác bạn Thảo là như thế nào? Em tin nhắn của em à, hồi nãy bài 13 thầy nói là em làm giống bạn Thảo. Em có cái, em có 4 nhắn nữa thầy. Không, thầy đâu nói em làm giống em. Thầy nói em, hình như em cũng đâu có đề cập tới không mua bảo hiểm đúng không? Có đúng không? Em có 4 nhắn là mua bảo hiểm công ty ABC và thế à? À như vậy đó là thầy lại yêu cầu em trình bày cái đó thì hay hơn hả? Rồi ok. Dạ. Thầy nhớ những có em nào làm được mà thầy hỏi gì không? Hình như Hanh muốn hỏi bài 15 hả Hanh? Dạ. À, em không có hiểu bài 15 đó thầy. Bài 15. Em đợi chút xíu nha. Thầy sẽ chiếu lại ở cái chương 3. Tất cả các em đều đã thấy cái ví dụ ở chương 3 rồi đúng không? Thế thì trong ví dụ người ta cho xác suất và trong bài tập thì ta phải tính xác suất, đó là sự khác biệt, đúng không? Ta tính như thế nào? Em nhìn cái bảng trong ví dụ em có nhận xét gì không đối với từng thị trường? Nếu đứng về mặt xác suất thì đối với từng thị trường em có nhận xét gì không? Thấy không? Dạ. Dạ, em thấy cái bảng. Em thấy cái quy luật. Em thấy cái. Em có thấy cái bảng không? Dạ thấy. Cái bảng thầy chiếu đó rồi. Đúng rồi. Thì đối với từng thị trường em có nhận xét gì về cái quy luật xác suất không? Không. Em tính từng cái số mà người ta cho trong cái đề đó rồi. Ví dụ như chữ báo tốt. Không, thầy đang hỏi em bây giờ trong ví dụ này em phải tìm ra cái quy luật thì tự nhiên em sẽ làm được cái bài tập đó thôi. Thầy đang nhắc gợi ý cho em ở từng thị trường em có thấy quy luật gì không? Cái quy luật về xác suất đấy. À, mình cộng lại từng cột là bằng 1. Cộng lại là bằng 1. Vì vậy em đã giải được bài 15 rồi đó. Em hiểu ý thầy nói không? Em có hình dung được không? Như nãy thấy bạn Phương Thảo giơ tay đó. Em có cần bảo Phương Thảo giúp không? Khi em đã thấy được quy luật ở từng thị trường thì tổng xác suất phải bằng 1.
Em đã biết cách thức tính chưa? Em biết cách thức tính xác suất chưa? Chưa. Từ cái bảng của người ta cho chuyển qua thành xác suất. Hả? Hình như là Phương Thảo làm cái này đúng không Phương Thảo? Em hãy chiếu cho bản thân xem đi. Dạ. Trời ơi, em đã nói được cái quy luật đó rồi mà em không hình dung tính như thế nào để bạn thảo chiếu lên cho em coi. Em nghĩ là bạn Thanh làm sai giống em lúc đầu là em thấy lấy từ cái số này chia cho 200 tại vì em nghĩ là tính xác suất, nhưng mà em coi lại ví dụ thì em thấy là trong mỗi thị trường thì xác suất của nó sẽ là 100%. Đó là cái sai lầm phổ biến của các em. Khi mà tính xác suất ở chỗ này thì Thanh lấy 94 chia cho tổng của cái cột thị trường tốt này, nó sẽ ra xác suất. Là sẽ ra các xác suất tương ứng. Đúng không? Dạ, Thảo em phải nói gì? Ở đâu em ra 0.92? Dạ, 0.92 là bằng 94 chia cho 94 cộng 8. Đó, vì ta đấy, ở mỗi thị trường thì tổng xác suất sẽ phải bằng 1. Như vậy thì em biết được cái luật đó rồi, thì em cứ lấy từng cái số lượng đó, em chia cho tổng cái số lượng của mỗi thị trường. Có không? Dạ, em hiểu rồi. Đây. Từ đó khi em ra rồi, Thảo em chiếu lại cái làm tiếp của em đi cho mọi cho các bạn thấy đi. Vậy khi em ra rồi cái bảng đó rồi đó, rồi em kéo tiếp phía dưới cho các bạn thấy. Tiếp tục ở dưới. Em chạy lên đi, em chạy lên đi Thảo để cho thấy được. Không, cái bảng mà em tính để mà ra được. Đấy, khi đó là gì? Vì ta đang có hai cái dự báo tốt và xấu thì chắc chắn ta sẽ có hai cái bảng giống như trong slide. Tuy nhiên cái sự khác biệt so với ở slide là gì, vì nó có ba trạng thái gì đó, em thành ba hàng thôi. Ở slide ta chỉ có hai là thị trường tốt thị trường xấu, có phải không? Để các em vừa thấy đấy. Còn cách tính thì như nhau vậy em, đúng không? Ta cứ lấy ta xác suất có điều kiện này, ta nhân cho cái xác suất tiền nhiệm hay là xác suất trước đó thì ra cái một cái xác suất kết hợp. Xác suất kết hợp đó sẽ được là cơ sở để tính cái xác suất sau này, có phải không? Xác suất hậu nghiệp. Khi ta có các xác suất sau này thì ta cứ bỏ vào cái quyết định, đúng không đấy? Như vậy thì Thảo có thể kéo tiếp để các bạn thấy cái quyết định của em, đúng không? Dự báo tốt rồi, ta biết rồi ha. Dự báo xấu, để tất nhiên cái xác suất của dự báo tốt và xấu cộng lại phải bằng 1, đúng không em? Đôi khi khi ta chia nó ra, đôi khi vì ta lấy cái số lẻ phía sau đó, thì nếu mà thực sự đôi khi ta cộng lại nó cũng không là một, thì ta phải điều chỉnh để cho khi cộng hai cái này lại nó là một, đúng không? Thường thì vì cái số lẻ sau nó nhiều lắm, có khi 4-5 số lẻ mà ta chỉ thấy có 3 thôi. Vậy nếu mà ta đang làm tròn ở này lên thì ta phải bớt ở cái kia xuống để tổng nó phải bằng 1, nhớ nha. Rồi tiếp tục đi, tiếp tục kéo tiếp tục cho các bạn thấy đối với dự báo xấu, các bạn dự báo xấu của em cũng như cái quyết định của em. Đây là bản dự báo xấu. Đâu nhỉ? Này mà các bạn chưa thấy cái sự di chuyển của các kết quả của em. Thầy có thấy không ạ? Không thấy sự di chuyển chứ không thấy được cái kết quả, cái bản dự báo xấu cũng như là cái quyết định của em. Để em chia sẻ lại, chắc nó bị đứt màn hình. Đây là bản dự báo xấu này. Dạ thầy nhìn thấy chưa ạ? Chưa. Là gì?
Em share toàn màn hình đi. Dạ em đang share toàn màn hình đó hả? À, không thấy. Hồi nãy thì mọi người còn thấy chứ bây giờ. Rồi đó, bây giờ là thấy rồi đó. Đó, trường hợp dự báo xấu các em thấy đúng không? Rồi em kéo tiếp để thấy kêu quyết định. Nhưng khi đó ta vẽ cái quyết định không còn là vấn đề nữa rồi, đúng không? Cái khó là ta sắp bị cắt xác suất thôi. Ta cứ bỏ vào tương ứng vào cái quyết định. Và nếu ta dùng tree plan thì tự động nó ra kết quả. Còn em vẽ tay, em vẽ tính này nha. Em vẽ tính từ phải, em tính ngược trở vô, đúng không? Đâu rồi. Cái quyết định này chắc em vẽ một tree plan đúng không? Thầy thấy. Dạ. Thầy có đang nhìn thấy cái quyết định mà em đang chiếu đến cái quyết định đó thầy. À không thấy. Thầy không hiểu là sao. Em không biết do mạng yếu hay sao. À rồi thôi được rồi, chắc các em cũng biết rồi ha. Rồi đó là toàn bộ ha, bây giờ ta nghỉ giá lao đi ha các em. Đó là toàn bộ chương 3 chúng ta vừa thảo luận xong về các bài tập. Để tất nhiên đó những bài tập mà chúng ta gặp hơi cái trục trặc trong khúc mắc chút xíu thôi, còn những cái khác thì các em tự làm ha. Rồi ta nghỉ giá lao nha. Theo đồng hồ của thầy, của máy tính của thầy là 2:25 đấy. Ta nghỉ giá lao 25 phút nha. 2:50 chúng ta sẽ tiếp tục. Đúng không? Rồi, nghỉ giá lao đi các em.